Trong phát biểu thường nhật vào cuối ngày 18 tháng 8 giờ địa phương, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã cho nổ tung cây cầu thứ hai trên lãnh thổ Nga cùng ngày. Việc phá hủy cây cầu bắc qua sông Seim ở vùng Kursk là một phần nỗ lực của Ukraine nhằm làm tê liệt công tác hậu cần của Nga. Trước đó 2 ngày, Kiev cũng đã phá một cây cầu khác trên sông này. Tư lệnh không quân Ukraine Mykolai Oleschuk đăng trên mạng xã hội kèm hình ảnh cho thấy những đám khói bao phủ cây cầu. Không quân tiếp tục tước đi khả năng hậu cần của kẻ thù bằng các cuộc không kích chính xác, điều này ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chiến đấu. Ông Zelensky cũng khẳng định sự hiện diện của Ukraine ở vùng Kursk đang mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí. Ngày 18 tháng 8, nhóm quan sát Deep State của Ukraine tin rằng Kiev đang tiếp tục chiếm thêm lãnh thổ ở vùng Kursk với sự xuất hiện của xe tăng của lực lượng này ở làng Onkovka nằm cách thị trấn Sutsa khoảng 20 km. Trước đó, Kiev đã tuyên bố giành quyền kiểm soát Sutsa và lập văn phòng chỉ huy quân sự tại đây. Cuộc tấn công của Ukraine qua biên giới Nga cách đây 2 tuần đã khiến Nga bất ngờ. Tuy nhiên, Moscow vẫn tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở khu vực miền đông Ukraine. Ukraine dường như có nhiều mục tiêu trong cuộc tấn công. Một trợ lý của Tổng thống Ukraine cho biết cuộc đột nhập nhằm đảm bảo một quá trình đàm phán công bằng nếu có với Nga. Ngày 18 tháng 8, ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào vùng Kursk nhằm tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga qua biên giới. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Zelensky nói, giờ đây, nhiệm vụ chính trong các hành động phòng thủ của chúng ta nói chung là tiêu diệt càng nhiều năng lực chiến tranh của Nga càng tốt và phản công tối đa. Điều này bao gồm việc tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ của kẻ xâm lược với chiến dịch của chúng ta ở vùng Kursk. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine tuyên bố rõ ràng mục tiêu của chiến dịch. Trước đây, ông đã gợi ý rằng kế hoạch này nhằm mục đích bảo vệ các cộng đồng ở khu vực giáp biên giới Sumy khỏi bị pháo kích liên tục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa sau khi lực lượng của Kiev tiến hành chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Trong một thông điệp video vào ngày 17 tháng 8, ông Zelensky cho rằng việc quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tầm xa và các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vấn đề chiến lược quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay. Tuần trước, ông Zelensky đã chỉ thị cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine lập kế hoạch để thuyết phục các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa viện trợ, tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, các đồng minh vẫn chưa đưa ra quyết định cần thiết. Chìa khóa để sớm kết thúc xung đột. Ukraine đã đề nghị Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, khẳng định rằng vũ khí này sẽ đảo ngược cục diện cuộc xung đột. Trong các cuộc họp ở London vào tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ chối yêu cầu của ông Zelensky về vấn đề này. Ukraine lại một lần nữa đưa ra đề nghị sau khi lực lượng của Kiev mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết, nếu Anh nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí, điều này sẽ cho phép Ukraine gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu quan trọng sâu bên trong nước Nga, từ đó đẩy nhanh quá trình kết thúc xung đột. Ukraine đã lập một danh sách các mục tiêu tiềm năng, bao gồm các sân bay, sở chỉ huy và tuyến tiếp tế của Nga. Các cuộc tấn công như vậy sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga trong việc tiếp tế cho lực lượng phòng thủ của họ ở Kursk, cũng như việc thả bom lượn xuống các khu vực dọc tiền tuyến. Thực tế, Ukraine đã được cấp phép sử dụng một số vũ khí tiên tiến của phương Tây bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng Ukraine đã được phát hiện sử dụng chiếc xe tăng Challenger 2 của Anh hay hệ thống HIMARS của Mỹ trong chiến dịch đột kích vào Kursk. Xe tăng Leopard của Đức cũng xuất hiện trong chiến dịch này. Tuy nhiên, cho đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa qua biên giới do lo ngại căng thẳng leo thang và lan rộng ra ngoài khu vực. Phương Tây ngần ngại khi Mỹ chưa bật đèn xanh. Ông Podolyak nói với The Telegraph, Ukraine rất cần Anh cho phép sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ một phần chiến lược ngoại giao của Kiev khi nêu chi tiết cách các sở chỉ huy, kho chứa tên lửa hành trình và sân bay quân sự của Nga nằm gần biên giới Ukraine sẽ bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn. Một trong những căn cứ không quân đó là Lipetsk, nơi Kiev đã nhiều lần tập kích bằng cách sử dụng UAV sản xuất nội địa. Tuần trước, các quan chức Ukraine tuyên bố đã phá hủy 700 quả bom lượn của Nga trong một cuộc tấn công. Sân bay này cách biên giới Ukraine ở khu vực Kursk của Nga khoảng 320 km.
Ông Podolyak cho biết, Ukraine đã chứng minh được khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu của Nga. Các cuộc tấn công như vậy hiện mới được thực hiện bằng các năng lực hiện có của Ukraine. Chúng là những hoạt động rất phức tạp và tốn thời gian. Theo ông, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow trên lãnh thổ Nga sẽ làm chậm đáng kể và làm phức tạp hậu cần của Nga, đồng thời buộc Moscow phải điều chuyển máy bay đến các sân bay cách xa tiền tuyến hơn. Ông Podolyak nói thêm, nếu Ukraine có thể sử dụng Storm Shadow trong các hoạt động như vậy, chất lượng và số lượng các cuộc tấn công có thể tăng lên đáng kể. Các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn là một trong những chìa khóa để cuối cùng xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho Liên minh Dân Chủ ủng hộ Ukraine. Kiev đã gửi yêu cầu tới cả Anh và Pháp để thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế đối với Storm Shadow, Scud Eagle. Ông Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo ATAC-MS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Cho đến nay, các nước châu Âu vẫn ngần ngại hành động nếu không có thỏa thuận với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh tuần trước thừa nhận rằng Washington vẫn lo ngại về sự leo thang liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo bản dinh, chiến dịch của Ukraine ở Kursk phù hợp với chính sách của Mỹ vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa. Bà Singh không nêu rõ Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, nhưng phát biểu trên được cho là cấm Ukraine sử dụng ATAC-MS bên trong lãnh thổ Nga. Theo bà, chúng tốt hơn chỉ nên nhắm vào Crimea. Nga sáp nhập bán đảo này của Ukraine vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà cả Kiev và phương Tây đều không công nhận kết quả. Theo đài RT của Nga, Tổng thống Lukashenko cho rằng Nga và Ukraine cuối cùng phải giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán, nếu không cuộc xung đột giữa hai nước sẽ kết thúc với sự hủy diệt hoàn toàn Ukraine. Ông cảnh báo trên kênh truyền hình Russia 1, chúng ta phải ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận các vấn đề, nhưng nếu tình hình tiếp diễn như ở vùng Kursk, đây sẽ là bước leo thang dẫn đến sự hủy diệt của Ukraine. Tổng thống Belarus lưu ý các bên có thể tái đàm phán dựa trên đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các cuộc đàm phán hòa bình đã sụp đổ vào mùa xuân năm 2022. Mặc dù Nga đã nhiều lần tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng gần đây Tổng thống Putin khẳng định bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Ukraine sẽ không thể diễn ra nếu các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và nguy cơ với các nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa chấm dứt. Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong lúc Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đến nay đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên khu vực rộng 1.150 km2 ở vùng Kursk kể từ khi phát động cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới vào ngày 6 tháng 8, cũng là cuộc tấn công lớn nhất của một quân đội nước này vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Với việc Kiev tuyên bố không quan tâm tới việc chiếm giữ những phần lãnh thổ Nga mà họ đã kiểm soát, giới quan sát cho rằng các lực lượng Ukraine vẫn sẽ hiện diện trên các phần lãnh thổ Nga cho đến khi Kiev có thể đổi lấy thứ gì đó tốt hơn, chẳng hạn đạt được một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền của ông sẽ yêu cầu các đồng minh phương Tây thực hiện thêm những bước đi táo bạo để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev, coi Vương quốc Anh là quốc gia từng thể hiện vai trò lãnh đạo thực sự nhưng hiện đang tụt hậu. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky bày tỏ ý định sửa chữa tình hình khi các đồng minh phương Tây bị cáo buộc hạn chế năng lực tầm xa của Ukraine và ngăn cản Kiev sử dụng toàn bộ vũ khí được tài trợ để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Ông nói, khả năng tác chiến tầm xa của lực lượng chúng ta là câu trả lời cho tất cả những vấn đề quan trọng nhất, chiến lược nhất của cuộc chiến này. Ông hứa sẽ tăng cường công tác ngoại giao với Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác để xóa bỏ mọi rào cản trong việc sử dụng vũ khí. Ông Zelensky tuyên bố, đặc biệt chúng ta đã thấy trong suốt cuộc chiến này rằng Vương quốc Anh đã thể hiện sự lãnh đạo thực sự. Về vũ khí, chính trị và hỗ trợ cuộc sống của xã hội Ukraine, đây là điều phản ánh sức mạnh của Vương quốc Anh. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào nhu cầu cần có những bước đi táo bạo, những quyết định táo bạo. Chúng tôi cần những thứ thực sự thay đổi tiến trình của cuộc chiến, dẫn đến một nền hòa bình công bằng, ám chỉ đến cái gọi là công thức hòa bình của ông mà Moscow đã nhiều lần bác bỏ là xa rời thực tế. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức phương Tây đã ca ngợi và lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine nhưng phủ nhận mọi thông tin trước đó hoặc sự liên quan đến hoạt động này.
Theo tờ The Times, một số binh lính tham gia vào cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk đã được các chuyên gia quân sự Anh huấn luyện trong những tuần trước cuộc tấn công bất ngờ. Theo Sky News, lực lượng Ukraine cũng được cho là sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh bên trong khu vực Kursk của Nga. Bất chấp lời cầu xin của Kiev, chính phủ Anh được cho là đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để hỗ trợ cuộc xâm nhập. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tuyên bố rằng Anh đang cung cấp vũ khí cho Kiev để bảo vệ đất nước có chủ quyền của họ, đồng thời nói thêm rằng điều này không ngăn cản họ tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, ông đã nêu rõ rằng Anh sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy. Lực lượng của Kiev đã nhiều lần sử dụng tên lửa tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào Nga. Họ khẳng định rằng chính sách của họ cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow và các tên lửa tầm xa khác để tấn công bất kỳ khu vực nào mà Kiev tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea, nhưng không phải là lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã nhắc lại trong tuần này rằng Mỹ cũng không cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào Nga. Hãng thông tấn TASS ngày 18 tháng 8 dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga cho hay, lực lượng Ukraine đã tháo chạy khỏi các vị trí gần thành phố Pokrov, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, sau khi không thể cầm cự gần tuyến đường sắt cho khu vực. Nguồn tin nói, đối phương đã tháo chạy khỏi các vị trí gần Pokrov để sơ hở các vùng ngoại ô phía bắc và phía đông thành phố, đồng thời cho biết thêm rằng, trước tình hình bất lợi, lực lượng Ukraine đã giảm tần suất sử dụng xe bọc thép và vũ khí hạng nặng, chủ yếu dùng máy bay không người lái UAV. Trước đó một ngày, kênh phân tích Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine cho biết, Nga đã giành quyền kiểm soát làng Nikolaevka và tiến gần tới hai khu định cư khác, bao gồm Novoselanoye và Selanoye. Cả ba địa điểm này đều thuộc huyện Pokrov và nằm gần thành phố Pokrov. Theo Deep State, hiện tại quân đội Nga đã tiến rất gần đến đường cao tốc dẫn tới thành phố Pokrov. Tờ Kiev Independent Ukraine cho biết Pokrov là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine nhằm hỗ trợ các hoạt động chiến sự ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó, theo ABC News, Pokrov còn là một trong những thành trì phòng thủ chủ lực của Ukraine. Nếu giành được quyền kiểm soát thành phố này, Nga có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ và các tuyến đường tiếp tế của Ukraine, từ đó đến gần hơn với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk. Theo Kiev Independent, chính quyền quân sự Pokrov đã kêu gọi người dân trong thành phố sơ tán ngay lập tức vì quân đội Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố khoảng 10 km. Đối phương, lực lượng Nga đang ở rất gần cộng đồng của chúng ta, rất gần thành phố Pokrov. Họ chỉ còn cách ngoại ô Pokrov hơn 10 km. Ông Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrov phát biểu hôm 15 tháng 8. Các quan chức Pokrov cho biết thêm thông qua một bài đăng trên Telegram. Quân Nga đang tiến tới với tốc độ rất nhanh, mỗi ngày trôi qua, thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân và rời đến những vùng an toàn hơn ngày càng ít đi. Theo ABC News, giới chức Pokrov hiện đang tổ chức các cuộc họp với người dân trên địa bàn để cung cấp cho họ thông tin chi tiết về hậu cần trong quá trình di tản. Người dân Pokrov được cung cấp lưu trú tại miền Tây Ukraine, họ sẽ tạm thời ở trong các ký túc xá hoặc nhà riêng do chính quyền chuẩn bị. Hãng tin CNN Mỹ nhận định, trong nhiều tháng qua, Nga đã kéo căng hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, tìm cách giành quyền kiểm soát càng nhiều phần lãnh thổ càng tốt trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới của phương Tây được đưa tới chiến trường. CNN cho hay, những thành quả mà Nga đạt được phần lớn đã gia tăng, bước tiến gần đây của họ về phía Pokrov đang khiến Ukraine và các đồng minh lo lắng. Thông tin về bước tiến của Nga tại Pokrov được đưa ra trong bối cảnh Kiev triển khai gần 12.000 quân tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, theo thống kê của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị Nga, Thiếu tướng Ati Alaudinov, ngày 14 tháng 8. ABC News cho biết, quân đội Ukraine đã tìm cách chuyển hướng tập trung quân sự của Nga ra khỏi tiền tuyến miền đông bằng cách phát động cuộc đột kích táo bạo vào Kursk. Tuy nhiên, thực tế đang đi ngược lại với mong muốn của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Pokrov và các thị trấn lân cận khác ở khu vực Donetsk đang phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga. Một lính trinh sát có mật danh Gusi thuộc lữ đoàn nhảy dù số 68 của Ukraine hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ thành phố Pokrov cho biết. Ngày càng nhiều lính bộ binh Nga tiến gần tới Pokrov giống như một làn sóng vô tận. Gusi nói, kể từ sau chiến dịch Kursk, tôi không nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào. Người Nga vẫn đều đặn tiến hành chiến thuật tấn công bộ binh như trước đây. Họ đang di chuyển, họ đang tiến lên. Binh sĩ này đồng thời lưu ý rằng những quả bom mà Nga dội xuống khu vực đang phá hủy mọi hy vọng của Ukraine trong việc giữ vững thành phố.
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 8, chỉ trong vòng 24 giờ trước đó, Nga đã phát động 46 cuộc tấn công theo hướng Pokrov để tìm cách bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại đây. Vũ khí chủ lực được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công này là máy bay ném bom và cường kích tấn công mặt đất. Bình luận trên tờ Newsroy of Ukraine ngày 17 tháng 8, chuyên gia quân sự Ukraine Denis Popovic cho biết, lực lượng Nga đang hướng về Pokrov theo nhiều hướng khác nhau. Các trận chiến giành Grodovka, một khu định cư khác theo hướng Pokrov, đang bắt đầu. Đáng lưu ý, theo vị chuyên gia, bước tiến của Nga theo hướng Pokrov khiến giới chức Ukraine rất kinh ngạc. Nếu chúng ta so sánh tốc độ tiến quân của họ thì hơn một tuần trước khi bắt đầu chiến dịch Kursk, những khu định cư như Grodovka, Novogrodovka xuất hiện ít hơn nhiều trong các cuộc đối thoại của chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy rõ một điều là đối phương đang tiến lên, ông Popovic nói. Theo ông, mục tiêu hiện tại của Nga là cắt đứt đường cao tốc Pokrov-Konstantinovka vì tuyến đường này đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ vòng cung Donetsk. Trong khi đó, theo nhà khoa học chính trị Ukraine Andrei Zolotarev, lực lượng bảo vệ Pokrov bối rối không hiểu tại sao chính quyền Kiev lại điều lực lượng tấn công tỉnh Kursk của Nga thay vì tiếp ứng cho các nhóm quân đang trong tình thế thảm khốc ở mặt trận miền đông. Ông Zolotarev cho hay, để mất Pokrov có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt kinh tế. Mất những mỏ khai thác cuối cùng ở Pokrov, ngành luyện kim của Ukraine có thể buộc phải dừng lại. Nói cách khác, Pokrov có thể trở thành đòn kết liễu đối với ngành luyện kim của Ukraine. Theo vị chuyên gia, những bức xúc của các binh sĩ Ukraine tại Pokrov là hợp lý. Nếu Ukraine có các lữ đoàn được huấn luyện tốt, được trang bị đầy đủ hệ thống tác chiến điện tử, máy bay không người lái với số lượng đủ lớn, thì tại sao lại không tăng cường phòng thủ theo hướng Pokrov? Vị chuyên gia đặt câu hỏi, tại sao họ, chính quyền Kiev, không hỗ trợ phòng thủ theo hướng Pokrov, nơi tình hình thực sự đang rất rất tệ? 2 tuần sau cuộc xâm nhập bất ngờ vào Nga, Ukraine dường như vẫn đang vật lộn để cân bằng giữa việc giành quyền kiểm soát lãnh thổ của Nga với việc để mất địa bàn ở trung tâm mặt trận phía đông thuộc vùng Donetsk. Cuối tuần qua, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Zelensky tuyên bố lực lượng của nước này đang tiến lên 2 dặm mỗi ngày trong đất Nga, nhưng lực lượng của Nga đã tiến thêm khoảng 3 dặm trong tháng này, trong bối cảnh Nga tập trung cho nỗ lực giành quyền kiểm soát trung tâm Pokrov. Trong suy nghĩ của nhiều người Ukraine, 2 cuộc tấn công liên quan chặt chẽ với nhau và vẫn chưa thể chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Ukraine chờ đợi Nga sẽ chuyển lực lượng đáng kể từ mặt trận miền đông về bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, Hanna Seles, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cho biết dù cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã diễn ra tốt hơn mong đợi, nhưng thực tế là Nga có vẻ đã không điều chuyển lực lượng khỏi sườn phía đông như mong đợi. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Mỹ cho biết chỉ có một số thành viên thuộc các đơn vị không chính quy của Nga được điều về Kursk và Điện Kremlin có thể sẽ không rút các đơn vị chiến đấu khỏi các khu vực ưu tiên, trong đó có Pokrov. Ngày 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS của Mỹ để phá hủy một cây cầu chiến lược ở phía bắc Kluskovo thuộc tỉnh Kursk, cách biên giới khoảng 11 km. Động thái có thể dẫn đến việc cắt đứt một phần lãnh thổ của Nga dọc theo tiền tuyến đến phía tây nam của ngôi làng. Trong khi đó, tại Pokrov, giới chức địa phương đang xúc tiến việc sơ tán dân thường. Ông Serhii Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, cảnh báo các lực lượng Nga gần như đã áp sát và nguy cơ đang gia tăng. Một năm trước, Pokrov được coi là nơi đủ an toàn để các nhà báo và nhân viên cứu trợ có thể ở lại qua đêm. Đường bộ và đường sắt tại đây kết nối thành phố trung tâm Dnipro với Kramatorsk và Sloviansk. Việc Nga giành được Pokrov sẽ cắt đôi Donetsk. Có nhiều tin đồn, đại tá Emin Iskulov, vị chỉ huy nổi tiếng của lữ đoàn 80 của Ukraine, bị cách chức vào cuối tháng 7 vì ông phản đối kế hoạch tấn công vào Nga, vì không chắc đơn vị của ông có đủ sức mạnh để thực hiện nhiệm vụ này. Vào thời điểm đó, nhiều người thuộc lữ đoàn công khai kêu gọi phục chức cho ông, nhưng không thành công. Tình báo Estonia cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã tập hợp đủ lực lượng để phản công toàn diện ở tỉnh Kursk và phản ứng của họ vẫn chưa được phối hợp tốt, có lẽ là để ưu tiên nhiệm vụ ở Donbass. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 8 đã có dấu hiệu về hành động đáp trả của Nga. Một tên lửa đạn đạo phát nổ ở trung tâm Sumy, thành phố của Ukraine gần nhất với tỉnh Kursk của Nga. Các video cho thấy cảnh tượng hỏa hoạn và những chiếc ô tô bốc cháy. Tờ Izvestia Nga ngày 18 tháng 8 đưa tin, chỉ trong vòng 24 giờ qua, nhóm quân phía Tây của Nga đã giành quyền kiểm soát 40 cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, cờ Nga đang ổ ạt được kéo lên.
Ông Ivan Bikma, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm quân phía Tây cho biết, nhờ các hoạt động chiến đấu tích cực, các đơn vị súng trường cơ giới của nhóm quân phía Tây đã củng cố và cải thiện được vị trí dọc chiến tuyến, đồng thời giành quyền kiểm soát 40 cứ điểm của đối phương. Cũng theo ông Bikma, trong khoảng thời gian nêu trên, lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 11 tổ súng cối của Ukraine, đồng thời triển khai tên lửa không dẫn đường tấn công vào một đơn vị chiến đấu của lữ đoàn cơ giới số 44 Ukraine tại làng Kupiansk Ulovaya. Bikma nói, kết quả là 45 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và hai xe quân sự bị phá hủy. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, bất chấp động thái khiêu khích quy mô lớn của Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở tiền tuyến miền Đông và nhịp độ tấn công đã tăng 50% kể từ khi Kiev phát động cuộc đột kích vào Kursk. Theo tạp chí Newsweek Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng việc để Ukraine dễ dàng tiến vào Kursk chỉ là một cái bẫy của Tổng thống Putin dành cho ông Zelensky, mục đích nhằm khiến các lữ đoàn Ukraine tổn thất nặng nề và để lộ sơ hở lớn ở tiền tuyến miền Đông. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8 cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine đã thiệt hại 3.460 binh sĩ, 50 xe tăng, 25 xe chiến đấu bộ binh, 45 xe bọc thép chở quân, 262 xe thiết giáp loại khác, 115 xe mô tô, 5 hệ thống tên lửa đất đối không, 7 hệ thống phóng loạt MLRS, 25 hệ thống pháo dã chiến, 4 trạm tác chiến điện tử, 4 xe kỹ thuật, trong đó có 1 xe chống chướng ngại vật và 1 xe gỡ mìn. Song song với việc tăng cường nhịp độ tấn công ở tiền tuyến miền Đông, tờ Wall Street Journal WSJ của Mỹ ngày 18 tháng 8 cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định điều chuyển 5.000 quân từ mặt trận ở Ukraine về phòng thủ Kursk. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có đúng một lữ đoàn nhận lệnh điều chuyển từ mặt trận Donetsk, nơi tập trung lực lượng tấn công chủ lực của Nga. Các lữ đoàn khác được rút từ những khu vực ít quan trọng hơn trên tiền tuyến hiện nay. Ngoài điều chuyển quân từ tiền tuyến Ukraine, theo hãng tin CNN Mỹ, Nga cũng bắt đầu đưa quân từ quân khu Leningrad và Kaliningrad tới Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đang lên kế hoạch tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Kursk. Cơ quan này đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn đối với bất cứ cuộc tập kích nào nhằm vào địa điểm đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nếu Kiev tiến hành kế hoạch nhằm gây ra thảm họa nhân tạo ở phần lục địa châu Âu này dẫn tới ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng, họ sẽ lập tức phải chịu các biện pháp đáp trả quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Mặc dù không nêu chi tiết biện pháp đáp trả, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, bất cứ hành vi nào nhằm tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk cũng sẽ vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc về chống khủng bố hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12 tháng 8 cảnh báo Ukraine sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng đối với chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk nhằm phá hoại sự ổn định của Nga. Theo tờ Lenta ngày 18 tháng 8, Washington mới đây đã cảnh báo Ukraine về đòn đáp trả thảm khốc từ Nga đối với cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk, cũng như kế hoạch nhắm vào nhà máy điện hạt nhân. Trước đó, hôm 15 tháng 8, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động di chuyển của quân đội Nga trước nguy cơ Moscow phát động trả đũa Ukraine. Ông Kirby đồng thời thừa nhận Mỹ chưa thể đoán được Nga sẽ đáp trả như thế nào. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng thời tuyên bố rằng họ không được thông báo trước về kế hoạch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Hiện Washington chưa cho phép Kiev sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công Kursk. Ngoài ra, WSJ dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington không chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì không muốn Moscow nghĩ họ có liên quan trong chiến dịch đột kích Kursk. Theo Newsweek, Ukraine bắt đầu chuẩn bị cho phản ứng lớn từ Nga khi quân Kiev tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk. Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine cho hay, Nga cảm thấy họ cần phải đưa ra một phản ứng cứng rắn, một điều gì đó to lớn để chứng minh với thế giới rằng việc tấn công Kursk sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Trong khi đó, ông Daniel Davis, cựu sĩ quan quân đội Mỹ cảnh báo rằng, gấu Nga đã thức dậy, tôi nghĩ các bạn đã hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra khi con gấu này tỉnh giấc. Trả lời trang tin news.ru, Thiếu tướng Không quân Anh hùng Nga Sergei Lipovoy cho rằng, Nga có thể tấn công vào các trung tâm ra quyết định, bunker, hầm trú ẩn và các trụ sở mà ban lãnh đạo Ukraine, thậm chí cả các tướng lĩnh và huấn luyện viên quân sự NATO đang ẩn náu. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk thông báo trên Telegram hôm 18 tháng 8. Ở Kursk,
Thêm một cây cầu nữa bị phá hủy, không quân Ukraine tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác, ảnh hưởng đáng kể tới tiến trình của các cuộc giao tranh. Ông Oleschuk cũng đăng một đoạn video cho thấy đám mây lớn bốc cháy lên từ một vụ nổ trên cây cầu chiến lược bắc qua sông Seim ở khu vực Kursk của Nga và một trong những đoạn cầu bị phá hủy. Trước đó 2 ngày, lực lượng Ukraine đã phá hủy một cây cầu khác bắc qua sông Seim. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa phương Tây để thực hiện cuộc tấn công này, có khả năng là tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất. Việc phá hủy các cây cầu ở Kursk là một phần trong nỗ lực làm tê liệt năng lực hậu cần của Nga ở khu vực này. Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch của Moscow. Roman Anjokhin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kursk và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cầu Svanoe, cách Kluskovo khoảng 7 km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối ngày 18 tháng 8. Hoạt động của chúng tôi ở khu vực Kursk đang gây ra tổn thất cho quân đội Nga và nhà nước Nga, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng và nền kinh tế của họ. Theo ông Zelensky, sự hiện diện của lực lượng Ukraine ở Kursk đang trở nên mạnh mẽ hơn và bây giờ chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình. Ông Zelensky cảm ơn các lực lượng Ukraine tham gia vào hoạt động ở Kursk và ở mặt trận phía đông, đồng thời kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp viện trợ quân sự như đã cam kết. Ông Zelensky nhấn mạnh, về việc chuyển giao hàng viện trợ từ các đối tác của chúng tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã kêu gọi rất nhiều, chiến tranh không có ngày nghỉ. Nhóm giám sát Deep State của Ukraine hôm 18 tháng 8 cho biết Kiev đang đạt được thêm nhiều bước tiến ở khu vực Kursk và chia sẻ hình ảnh được cho là xe tăng của lực lượng phòng vệ Ukraine ở làng Olgovka, cách thị trấn Sutsa ở Kursk khoảng 20 km về phía bắc. Lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát Sutsa sau khi tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hồi đầu tháng, đồng thời thiết lập một văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực này. Quân đội Ukraine thông báo đã kiểm soát hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.000 km2 lãnh thổ Nga. Lực lượng Kiev cũng tuyên bố bắt giữ hàng loạt tù binh Nga. Nga đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi những khu vực đang diễn ra giao tranh. Người đứng đầu quận Korenevsky ở vùng Kursk, Marina Detyareva, kêu gọi người dân không quay trở lại sau khi đã rời khỏi khu vực này. Bà Detyareva nhấn mạnh, tình hình giao tranh trên lãnh thổ của chúng ta vẫn còn phức tạp, một số công dân vẫn tìm cách trở về nhà, do đó cản trở công việc của quân đội. Cho đến nay, việc trở về khu vực này là điều cần tránh đối với người dân địa phương và đôi khi dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp. Theo tạp chí Forbes ngày 17 tháng 8, Ukraine đang có phần liều lĩnh, trả giá đắt cho việc tấn công và chiếm đóng lãnh thổ Nga tại vùng Kursk. Để kiểm soát phần lãnh thổ Nga rộng 520 km2 và giằng co thêm 900 km2 khác, với lực lượng của Moscow, Kiev đã phải huy động một lực lượng quân tương đối lớn, khoảng 6 lữ đoàn, nhiều tiểu đoàn độc lập và các đơn vị hỗ trợ khác. Con số này được xem là cực kỳ lớn trong bối cảnh quân đội Ukraine cũng đang phải dàn rất mỏng lực lượng để tranh giành với quân Nga từng tấc đất trong lãnh thổ được thế giới công nhận của nước mình. Tình thế có vẻ bi quan hơn khi con số thiệt hại vật chất Ukraine nhận được tăng vọt từ ngày 6 tháng 8, thời điểm Kiev mở chiến dịch tiến công vùng Kursk. Theo nhóm ORIC, đơn vị chuyên thống kê thiệt hại vật chất mà Nga và Ukraine hứng chịu, trong toàn bộ cuộc xung đột Nga-Ukraine từ cuối tháng 2 năm 2022 đến nay, trung bình mỗi ngày, quân đội Ukraine mất một xe tăng và 3 phương tiện cơ giới bộ binh. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 6 tháng 8 đến nay, thời điểm Ukraine xâm nhập và tấn công vùng Kursk của Nga, con số này đã tăng vọt lên mức 4 xe tăng và 41 phương tiện cơ giới bộ binh mỗi ngày. Nói cách khác, Ukraine đang nhận thiệt hại gấp 4 lần về xe tăng và 14 lần về xe bộ binh. Không chỉ về lượng, thiệt hại trên còn khá tai hại về chất. Ngày 11 tháng 8, một đơn vị vận hành máy bay không người lái, drone của quân đội Nga, đăng video cho thấy đã thả đạn tuần kích Lancet nhắm thẳng vào một xe tăng Challenger 2, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được Anh viện trợ cho Ukraine hồi năm 2023. Hình ảnh được cung cấp sau đó cho thấy chiếc xe tăng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiếc Challenger 2 bị trúng đạn thuộc lữ đoàn tấn công đường 082, đơn vị duy nhất được biên chế dòng xe tăng này. Đây mới chỉ là chiếc Challenger 2 thứ hai do Anh hỗ trợ được xác nhận bị tiêu diệt. Không chỉ Challenger 2, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lữ đoàn này cũng bị tiêu diệt nhiều xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất. Forbes nhận định việc Ukraine sẵn sàng đánh đổi các vũ khí hiếm và giá trị do phương Tây cung cấp
cho thấy tầm quan trọng giới lãnh đạo nước này đặt ra cho chiến dịch quân sự tại Kerch. Nhà phân tích Joni Askola, Phần Lan nhận định, theo dõi các tuyên bố của giới chức Ukraine và thực tế chiến trường, ta ngày càng thấy rõ Ukraine đang muốn thiết lập một vùng đệm ở Kerch, đồng thời dành thêm lợi thế cho những cuộc đàm phán tiềm năng. Tuy nhiên, càng đánh sâu, quân đội Ukraine nói chung và lữ đoàn 82 nói riêng sẽ càng gặp khó khăn về mặt hậu cần. Việc tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược sẽ càng phức tạp. Ông Jack Watling, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, London, Anh, cảnh báo đà tiến quân chiếm đất của Ukraine có hạn và sẽ có lúc trở nên quá sức. Điều này đồng nghĩa Ukraine sẽ cần sớm bắt đầu cố thủ để duy trì vị trí, chờ các hoạt động đàm phán. Viễn cảnh tốt nhất cho Ukraine là khi các lực lượng của họ cố thủ, quân đội Nga cảm thấy phải chiếm lại lãnh thổ cho bằng được và nhận tổn thất nặng nề. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletschuk đăng trên Telegram ngày 18 tháng 8 kèm video ghi lại cảnh cây cầu tại tỉnh Kerch bị tập kích, để lại lỗ thủng lớn trên mặt cầu. Thêm một cây cầu bị xóa bỏ, lực lượng không quân tiếp tục tước đi khả năng chi viện của đối phương bằng các cuộc không kích chính xác. Cuộc tập kích của Ukraine chưa rõ thời điểm diễn ra, dường như nhắm vào cây cầu thứ hai bắc qua sông Seim gần làng Zivanoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía bắc. Ông Oletschuk hôm 16 tháng 8 cũng đăng video tuyên bố Ukraine phá hủy một cây cầu gần thị trấn Gluskovo, bắc qua sông Seim. Các blogger quân sự Nga nhận định việc hai cây cầu bị phá khiến quân đội nước này có ít lựa chọn để vượt sông, chi viện hay tiếp tế cho lực lượng ở quận Gluskovsky. Nga chưa bình luận về sự việc. Moscow hôm 16 tháng 8 xác nhận một cây cầu bắc qua sông Seim đã bị phá hủy, cáo buộc phương Tây hỗ trợ Ukraine thực hiện đòn tập kích này. Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào Kerch hôm 6 tháng 8, tuyên bố đã kiểm soát hơn 80 làng tại đây. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 8 tuyên bố đang củng cố các vị trí tại Kerch, dấu hiệu cho thấy Ukraine sẽ bám trụ lâu dài trên đất Nga. Nga gọi chiến dịch của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 8 cho biết chiến dịch ở Kerch đã khiến Ukraine thiệt hại 3.160 binh sĩ và hàng trăm khí tài quân sự, trong đó có 3 pháo phản lực HIMARS do Mỹ chế tạo. Ngày 17 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố video tên lửa Iskander-M tấn công phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt M270 ở tỉnh Sumy của Ukraine do phương Tây cung cấp cho Kiev. Từ đoạn video của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, có thể thấy thiết bị bay không người lái đã phát hiện được vị trí của bệ phóng M270 gần làng Bedryk thuộc tỉnh Sumy, cách khu vực biên giới với tỉnh Kerch của Liên bang Nga khoảng 25 km. Sau đó, các lực lượng của Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ hệ thống Iskander-M đánh trúng vị trí của M270, tạo ra một quả cầu lửa lớn, không chỉ phá hủy bệ phóng M270 mà còn tiêu diệt toàn bộ kíp điều khiển. Trước đó vào ngày 15 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã cho đăng tải một video toàn bộ quá trình phá hủy bệ phóng HIMARS ở tỉnh Sumy của Ukraine. Bệ phóng này cũng bị thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga phát hiện và sau đó thì bị tên lửa đánh trúng khi đang tìm vị trí ẩn nấp, dẫn tới một vụ nổ lớn, khiến mục tiêu biến thành một quả cầu lửa. Hôm sau, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc quân đội Ukraine lần đầu sử dụng đạn dược do phương Tây sản xuất để bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự tại tỉnh Kerch. Trong một phát biểu đưa ra ngày 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Kiev đã thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga. Đặc biệt, theo bà Zakharova, lần đầu tiên tỉnh Kerch bị tấn công bằng tên lửa do phương Tây sản xuất, rất có thể là từ một hệ thống HIMARS của Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đài RT ngày 18 tháng 8 cho biết vụ tấn công của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn một cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskovsky thuộc tỉnh Kerch, khiến những nhân viên tình nguyện đang hỗ trợ người dân địa phương sơ tán thiệt mạng. HIMARS là hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao, chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Mỹ vào năm 2005 sau một thập kỷ phát triển bởi nhà sản xuất Lockheed Martin. Vào cuối tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển giao 4 hệ thống HIMARS đầu tiên cho Ukraine. Trong khi đó, M270 là tiền thân của HIMARS, cũng là hệ thống tên lửa phóng loạt, được phát triển vào giữa những năm 1970, có 12 ống phóng tên lửa đặt trên xe chiến đấu bánh xích Bradley. M270 đã được Mỹ, Anh và Đức cung cấp cho Ukraine kể từ mùa hè năm 2022. Cả hai hệ thống nêu trên, theo RT, đã được ca ngợi rộng rãi ở Ukraine như một loại vũ khí mạnh mẽ, do khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa
có độ chính xác cao, nhưng nhiều hệ thống đã bị phía Liên bang Nga phá hủy. Ngày 17 tháng 8, trang pentapostagma.gr của Hy Lạp đưa tin một đoàn xe có quy mô lớn của Ukraine chở quân tiếp viện tới tỉnh Kerch, Nga, đã bị tên lửa Nga tấn công tại tỉnh Sumy, Ukraine, giáp biên giới với Nga. Theo các nguồn tin Nga, cuộc tấn công tên lửa đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine. Một lượng lớn xe cứu thương của Ukraine đã đến hiện trường và đưa những người bị thương trong vụ tấn công tới bệnh viện. Tờ Bild của Đức đưa tin, hành động trả đũa của Tổng thống Nga Vladimir Putin mới bắt đầu ở Kerch và điều này sẽ thực sự đáng sợ. Bài báo đặc biệt nhấn mạnh rằng binh sĩ Nga, theo lệnh của các quan chức cấp cao, đang tiến hành đáp trả người Ukraine. Dựa trên thông tin được truyền thông phương Tây tiết lộ, trong những ngày gần đây, Nga đang vận chuyển ngày càng nhiều thiết bị quân sự tới Kerch với quy mô lớn và đang điều động binh lính từ những nơi xa xôi như Kaliningrad, Murmansk và Grozny. Theo CNN, Nga đã rút một số lượng binh sĩ cấp lữ đoàn lên tới hàng nghìn người khỏi Ukraine để bảo vệ Kerch. Do lực lượng Nga tổ chức kháng cự nhanh chóng và có hiệu quả, quân tiếp viện đến kịp thời nên thương vong của quân Ukraine ở khu vực Kerch đã tăng mạnh. Tối 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong 10 ngày kể từ khi trận chiến tại Kerch bắt đầu, quân đội Nga đã gây thương vong cho tổng cộng 2.860 binh sĩ Ukraine trong cuộc phản công chống lại nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm kiểm soát tỉnh Kerch của Nga. Ngoài ra, Nga cũng phá hủy khoảng 300 xe tăng, xe vận chuyển quân và xe bọc thép của Ukraine. Trên chiến trường Kerch, các nhà báo phương Tây đã chứng kiến cảnh tượng các xe quân sự của Ukraine bị đốt cháy. Julian Robop, nhà phân tích của tờ Bild cho biết, sau cuộc tấn công vào Kerch, các thị trấn lân cận ở tỉnh Sumy của Ukraine đã bị quân đội Nga ném bom theo cách chưa từng có. Hiện nay, Nga đang nỗ lực hết sức để tiến hành sơ tán dân thường ở khu vực biên giới giữa hai nước. Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod của Nga, ngày 16 tháng 8 tuyên bố rằng sẽ nỗ lực sơ tán 5 ngôi làng ở tỉnh Belgorod gần biên giới hai nước, giáp danh với Kerch. Theo tờ Bild, một khi dân thường di chuyển ra khỏi khu vực biên giới, Nga có thể thoải mái thực hiện đòn tấn công kép vào quân đội Ukraine ở Kerch, cả trên không và trên bộ. Vào thời điểm đó, hành động trả đũa của Tổng thống Nga Putin chính thức được phát động và nó được cho là sẽ rất kinh hoàng. Điều đáng chú ý là hành động trả đũa này không chỉ giới hạn ở Kerch mà còn mở rộng ra toàn bộ Ukraine. Theo trang Sohu của Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 8, quân đội Nga đã phóng tên lửa Iskander tấn công dữ dội sân bay ở tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, phá hủy máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của Ukraine và gây ra thiệt hại lớn cho hoạt động của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong tuần qua, mùng 10 đến 16 tháng 8, quân đội Nga còn tiến hành 17 cuộc tấn công chùm vào các cơ sở hạ tầng sân bay, khu tập kết quân dự bị của quân đội Ukraine và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Hơn nữa, Nga còn giành được lợi thế trên nhiều mặt trận, tiêu diệt và làm bị thương 14.560 quân Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng 8 cho biết trong một bài đăng trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky đã báo cáo về việc củng cố vị trí của lực lượng chúng tôi ở tỉnh Kerch và mở rộng vùng lãnh thổ thuộc kiểm soát ổn định. Thông báo về việc củng cố các vị trí chiếm giữ cho thấy lực lượng Ukraine nhiều khả năng sẽ chuyển sang phòng ngự tại những vùng lãnh thổ đã kiểm soát được ở Kerch thay vì đẩy mạnh tiến công vào lãnh thổ Nga. Ông nói, tính đến sáng nay, chúng tôi đã tiếp tục bổ sung thêm quỹ trao đổi cho đất nước, ám chỉ những người lính Nga bị Ukraine bắt ở Kerch để sử dụng cho các cuộc trao đổi tù binh trong tương lai. Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn các binh sĩ và chỉ huy đã bắt được tù binh Nga, tin rằng điều này sẽ giúp việc trả tự do cho những người Ukraine đang bị giam ở Nga thuận lợi hơn. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi các quan chức Nga cáo buộc Ukraine phá hủy cây cầu quan trọng bắc qua sông Seim ở Kerch, khi Kiev tìm cách ngăn chặn lượng chi viện Nga tiến vào khu vực. Tổng thống Zelensky cũng cho biết thêm, tình hình ở mặt trận miền đông gần các thành phố Pokrov và Torez đã được kiểm soát sau khi Nga nói rằng họ đạt được nhiều bước tiến về phía các đô thị này trong những tuần gần đây. Ông cho hay, Nga đã mở hàng chục cuộc tấn công vào các vị trí của chúng ta trong một ngày qua, nhưng binh lính và các đơn vị Ukraine đang làm mọi cách để đẩy lùi đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã đẩy lùi lực lượng Ukraine gần thị trấn Korenevo và các làng Ruskoye, Chekaskoye, Poreknoe ở tỉnh biên giới Kerch. Tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat đang chiến đấu ở Kerch nói, tình hình của chúng tôi đang hoàn toàn trong tầm kiểm soát, đối phương đang tìm cách đột phá vào lãnh thổ Nga, nhưng đều kết thúc bằng việc nhân lực của họ bị tiêu diệt, phương tiện bị phá hủy.
Quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ hôm 6 tháng 8, tuyên bố đã kiểm soát hàng chục ngôi làng trong chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Nga gọi chiến dịch của Ukraine là hành động khiêu khích lớn và tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết tổn thất của Nga ở tỉnh Kursk đã giảm bớt áp lực cho phòng tuyến Ukraine ở Donbass. Các chuyên gia nhận định một trong những mục tiêu của Kiev khi mở chiến dịch là nhằm phân tán bớt lực lượng của Ukraine ở mặt trận phía đông, qua đó giảm áp lực cho quân đội Ukraine tại đây. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Nga sẽ rút lực lượng lớn ở Donbass để chi viện cho tỉnh Kursk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 17 tháng 8 cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Kursk, Nga. Moscow đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng và cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu kịch bản trên xảy ra. Nhà máy điện Kursk nằm cách biên giới Ukraine 90 km trong khu vực diễn ra giao tranh dữ dội giữa hai bên trong thời gian qua. Bà Zakharova kêu gọi Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA có hành động để ngăn nguy cơ nhà máy điện bị tấn công. Bà cảnh báo, nếu nhà máy điện hạt nhân Kursk bị Ukraine tấn công, nó có thể dẫn đến một thảm họa trên quy mô lớn trên toàn châu Âu. Ngoài ra, phía Nga cũng cáo buộc Ukraine có kế hoạch tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại khu vực mà Moscow đang kiểm soát. Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đây chỉ là những phát ngôn tuyên truyền của Moscow để gây bất lợi cho Kiev. Trong khi đó, IAEA ngày 17 tháng 8 cảnh báo tình hình an ninh hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang xấu đi sau khi có thông tin rằng một UAV tấn công vào con đường gần cơ sở này. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga sử dụng nhà máy này làm nơi phát động các cuộc tấn công bằng UAV vào khu vực mà Kiev kiểm soát bên kia sông Dnipro. Trước tình hình căng thẳng liên quan tới các cơ sở hạt nhân, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã kêu gọi kiềm chế tối đa từ mọi phía. Ông Grossi cảnh báo, các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để có khả năng chống chịu với các sự cố kỹ thuật hoặc do con người và các sự kiện bên ngoài, bao gồm cả các sự kiện thời tiết cực đoan, nhưng chúng không được xây dựng để chịu được một cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang tăng cường củng cố các vị trí tại khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn trong hơn 11 ngày qua. Theo ông Zelensky, Ukraine trong ngày qua đã bắt thêm được các binh sĩ Nga làm tù binh nhằm thực hiện hoạt động trao đổi con tin trong tương lai. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 80 khu định cư, bao gồm thị trấn chiến lược Sudsa, trong cuộc tấn công chớp nhoáng khiến Điện Kremlin bất ngờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine gần 3 khu định cư ở khu vực Kursk và đang săn lùng các nhóm lực lượng Kiev tìm cách xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ. Nga cũng tuyên bố họ đã bắt giữ một số binh sĩ Ukraine đầu hàng, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp của đối phương và đang gây thiệt hại cho Kiev. Nga đang nhanh chóng tiếp cận một trung tâm quân sự quan trọng ở Donbass khi Moscow tiếp tục tiến quân bất chấp những cuộc đột kích của Kiev ở Kursk. Mặc dù Pokrov không phải là một thành phố lớn, khoảng 60.000 người đã sinh sống ở đó trước chiến sự, nhưng nơi đây đóng vai trò là một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng tới Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Quân đội Ukraine sử dụng con đường nối liền hai nơi này để tiếp tế cho tiền tuyến và sơ tán thương vong về Dnipro. Sergei Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Pokrov, thừa nhận Nga đang tiến nhanh về hướng Pokrov và uy hiếp vị trí của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 17 tháng 8 rằng đã có hàng chục cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của Ukraine gần thị trấn Pokrov và Torez, nơi Moscow đã có một loạt tiến triển trong những tuần gần đây. Mặc dù ông Zelensky tuyên bố tình hình ở đây vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng các nguồn tin từ chiến trường cho biết Ukraine đang đối mặt với thách thức lớn để phòng vệ khi cường độ nã hỏa lực của Nga không suy giảm trong thời gian qua. Chuyên trang quân sự Topwa dẫn nguồn tin từ thực địa nói rằng một số tiểu đoàn của Ukraine dường như đã được rút từ Kursk về để tái tổ chức do tổn thất lớn. Lực lượng dự bị đã được đưa tới thế chỗ. Nguồn tin cho hay, một số tiểu đoàn từ lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 22, lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 61 và lữ đoàn không kích riêng biệt số 82 đã được rút khỏi khu vực Kursk. Nhiệm vụ của binh sĩ dự bị là củng cố đà tiến trước đó của lực lượng chủ lực, tức là tham gia vào cuộc tấn công vì Ukraine dường như vẫn muốn mở rộng khu vực kiểm soát.
các trận chiến ác liệt diễn ra theo hướng Kornevo. Ngoài ra, Nga nói rằng đã chặn 10 mũi tấn công của Ukraine theo hướng Onkovka và Komarovka và có tới 10 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Mặt khác, các trận chiến đang diễn ra ở phía Bắc và phía Nam Sudza, Cherkasy, Poreknoye, Malaya, Lognia, Ulanok và Cherkaskaya Konopenka. Phía Nga nói rằng Ukraine vẫn chưa có thêm đột phá nào từ hướng này. Tướng Ati Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết, trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine chủ yếu tấn công bằng bộ binh vì không còn đủ trang thiết giáp chở quân do họ đang chịu thiệt hại lớn về vũ khí trong những ngày qua ở Kursk. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục chuyển quân dự bị đến khu vực Kursk với ý định phá vỡ các tuyến phòng thủ Nga đã xây dựng và giành thêm nhiều vùng lãnh thổ hơn nữa. Theo ISVK Mỹ, các trận chiến ở Kursk hay Donetsk về bản chất không phải là các hoạt động quân sự có thể mang tính quyết định để Nga và Ukraine giành chiến thắng trong toàn bộ cuộc chiến. ISVK cho rằng cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang tiến hành nhiều hoạt động liên tiếp với quy mô không lớn vì các bên không có đủ tiềm lực để mở một trận đánh quy mô lớn và trải dài trên tiền tuyến kéo dài 1.000 km. Vì vậy, hai bên chủ yếu đánh theo kiểu tiêu hao kéo dài và dùng nhiều thành công nhỏ để đạt được mục tiêu chiến lược. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết vào ngày 17 tháng 8 nói rằng các thông tin về việc Đức dừng viện trợ quân sự cho Ukraine là không đúng sự thật. Truyền thông Berlin trước đó đưa tin rằng Bộ Tài chính Đức không có kế hoạch phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine. Báo Đức cho biết Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ đã được phê duyệt trước đó, nhưng các yêu cầu bổ sung sẽ không được hỗ trợ. Ukraine nói rằng thông tin trên là không chuẩn và Đức tới tháng 11 mới phê duyệt ngân sách cho năm sau. Đến khi đó Kiev mới biết họ dự kiến sẽ nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ. Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh không quân Ukraine, cáo buộc Nga ngày 18 tháng 8 phóng 16 vũ khí vào Ukraine từ đêm hôm qua. Ukraine tuyên bố đã phá hủy 13 trong số đó, 2 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái tự sát. Theo phía Ukraine, Nga đã nhắm mục tiêu vào Kiev bằng tên lửa đạn đạo từ tỉnh Kursk và Voronezh, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất cùng với UAV Shahed từ tỉnh Kursk. Ukraine chưa cập nhật thông tin về thiệt hại và thương vong. Sergei Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, cho biết đây là vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo thứ 3 vào thủ đô trong tháng 8. Cứ 6 ngày, Nga lại mở một cuộc tấn công trong thời gian qua. Hiện quân đội Nga đang áp dụng chiến thuật mới, đó là sử dụng xe gắn máy lao về phía tiền tuyến của Ukraine, nằm cách hàng trăm km về phía đông. Đây là một trong những chiến thuật mà Nga đang sử dụng để tận dụng lợi thế về quân số đông đảo hơn so với Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong tuần này, bất chấp việc Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực giữ chân đối phương. Chiến dịch tấn công Kursk đã khiến Nga bất ngờ và giúp Ukraine lần đầu tiên giành thế chủ động chiến thuật tại một khu vực cụ thể trong gần một năm qua. Tuy vậy, Kiev đã phải điều động lực lượng và vũ khí từ khu vực tiền tuyến để thực hiện một canh bạc nhiều rủi ro, có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết, "Chúng tôi không có đủ người để thực hiện các công việc của mình." Tuần trước, đơn vị này đã phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga ở rìa thị trấn Krasnohorivka. Các lực lượng Nga đã giành được lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chóng kể từ mùa hè năm nay và hiện đang tiến về trung tâm hậu cần Poprovsk. Đối với Ukraine, nếu để mất Poprovsk thì điều này sẽ cắt đứt huyết mạch quan trọng nhằm tiếp tế cho quân đội chiến đấu ở phía đông bắc, trong đó có cả thành phố Chasovia, vốn giữ vai trò then chốt để kiểm soát khu vực. Ngày 15 tháng 8, các quan chức ở Poprovsk bắt đầu kêu gọi dân thường sơ tán. Giới chức Mỹ ngày 13 tháng 8 cho biết Nga đang bắt đầu rút quân khỏi Ukraine để đáp trả vụ xâm nhập Kursk, nhưng họ không đưa ra con số cụ thể hoặc nêu rõ việc rút quân xảy ra ở từ khu vực nào. Trong khi đó, Ukraine cũng đang tái triển khai quân từ mặt trận phía đông tới Kursk, khiến các đơn vị ở đây phải chịu áp lực lớn hơn. Các chỉ huy Ukraine tại mặt trận phía đông cho biết tình hình ngày càng căng thẳng hơn trong suốt mùa hè và không có dấu hiệu nào cho thấy Nga nới lỏng vòng vây kể từ khi Kiev tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk. Dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự mới vào tháng 4, Ukraine vẫn thiếu đạn pháo,
trong khi đó Nga vẫn giữ lợi thế trước Ukraine với tỷ lệ 11 về hỏa lực pháo binh ở một số khu vực. Ngoài ra, các lực lượng của Moscow cũng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu điện tử. Nhưng theo các quan chức Ukraine, vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nhân lực. Một thiếu tá của Ukraine đóng quân tại khu vực Chasovia trong 2 tháng qua cho biết, đối với các vị trí cần đến 5 hoặc 6 người canh giữ thì chúng tôi chỉ có 2 đến 3 người. Tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng đến mức chúng tôi phải điều các đầu bếp, thợ máy và những nhân viên hậu phương khác tới chiến hào. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi đối phương tìm ra điểm yếu. Chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine có biệt danh là Kucher nói rằng khi được triển khai tới khu vực Krasnohorivka, đơn vị của Anh có quân số gần bằng quân Nga tại đây, nhưng hiện tại Nga đang có lợi thế về nhân lực với tỷ lệ 5-1. Chỉ có khoảng 20% số người thương vong tại tiểu đoàn này được thay thế bằng các tân binh và những người được điều động đến chiến trường ngày càng có độ tuổi cao hơn. Ước tính độ tuổi trung bình của lính bộ binh đã lên tới trên 40. Theo Kucher, nhiều binh sĩ trên chiến hào đang kiệt sức vì không có người mới để thay thế. Tận dụng ưu thế về quân số, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng xe gắn máy trên khắp mặt trận phía đông trong mùa hè này. Chiến thuật này giúp Nga xác định được vị trí của lực lượng Ukraine và đảm bảo củng cố dần các vị trí chiếm được. Phantom, 28 tuổi, chỉ huy khẩu đội súng cối của tiểu đoàn 21 cho biết, mục tiêu của họ là xem các vị trí của chúng tôi ở đâu, sau đó tấn công bằng pháo binh, súng cối hoặc máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tìm cách bắn hạ tất cả các binh sĩ Nga sử dụng xe gắn máy. Ngoài tình trạng thiếu nhân lực, các đơn vị của Ukraine trên mặt trận phía đông cũng than phiền về tình trạng thiếu đạn dược. Sifonesko, chỉ huy 46 tuổi của đơn vị trinh sát pháo binh làm việc gần Poprov, cho biết chúng tôi được lệnh chỉ bắn vào các mục tiêu cố định. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải đợi cho đến khi một chiếc xe tăng dừng lại hẳn, sau đó mới tấn công. Giống như các lữ đoàn khác, Sifonesko cho biết đơn vị của ông đang dựa vào máy bay không người lái mang chất nổ để bù đắp cho sự thiếu hụt pháo binh. Tuy nhiên, máy bay không người lái ngày càng kém hiệu quả vì Nga đã tăng cường sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử, khiến liên lạc giữa máy bay không người lái và người vận hành bị cắt đứt. Hiện tại chỉ có khoảng một nửa số máy bay không người lái tiếp cận được mục tiêu. Chỉ huy Sifonesko bày tỏ lo ngại, Nga có nhiều nguồn lực hơn chúng tôi, nhiều quân hơn, nhiều khẩu pháo và đạn dược hơn. Cuối cùng, họ sẽ khiến chúng tôi phải rút lui. Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng tình trạng thiếu nhân lực của Ukraine là hậu quả của cuộc tấn công thất bại vào mùa hè năm 2023, khiến Kiev chịu tổn thất lớn. Theo nhà phân tích này, tình hình đối với Ukraine có thể được cải thiện vào năm 2025 khi những người mới nhập ngũ được huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu. Bên cạnh đó, Kiev có thể hưởng lợi từ việc phương Tây tăng cường sản xuất đạn pháo vào cuối năm nay. Ông Robley lưu ý, vấn đề cơ bản là Ukraine không có đủ nguồn dự trữ. Họ không có đủ đơn vị để tăng cường ở khắp mọi nơi. Khi tiến hành chiến dịch xâm nhập biên giới Nga, Ukraine đã phải điều động binh sĩ từ Donetsk đến khu vực Kursk. Một số binh sĩ Ukraine cho rằng việc đưa quân xâm nhập lãnh thổ Nga có thể không mang lại kết quả như mong muốn. Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, quân đội Nga đang áp sát thành phố chiến lược Rop ở phía đông Ukraine, làm dấy lên nghi ngờ về hy vọng của Ukraine rằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền Tây nước Nga của họ sẽ khiến Moscow phải giảm quy mô tấn công ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến ở Ukraine. Các bản đồ dựa trên cảnh quay chiến đấu và hình ảnh vệ tinh cho thấy, sau khi chiếm được một số ngôi làng trong khu vực và tiến dọc theo tuyến đường sắt, lực lượng Nga đã cách Pokrov, một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine, ở khu vực Donetsk khoảng 13 km. Việc chiếm được thành phố này sẽ đưa Nga tiến đến một bước gần hơn tới mục tiêu lâu dài của họ là chiếm toàn bộ khu vực Donetsk, nơi họ đã giành phần lớn quyền kiểm soát. Pokrov, thành phố có dân số trước chiến tranh khoảng 60.000 người, nằm trên con đường huyết mạch, nối nhiều thành phố tạo thành vòng cung, phòng thủ bảo vệ phần Donetsk vẫn do Ukraine nắm giữ. Tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức chính quyền quân sự thành phố đã kêu gọi người dân rời đi dù chưa ban hành lệnh chính thức. Serhii Dobryak, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự cho biết hôm 15 tháng 8, kẻ thù đang nhanh chóng tiếp cận vùng ngoại ô Pokrov
việc sơ tán đang được tiến hành trong cộng đồng, đừng trì hoãn. Việc quân đội Nga tiến về Pokrov là một lời nhắc nhở rằng, mặc dù lực lượng Ukraine đã tấn công và có những bước tiến ở tỉnh Kherson, miền Tây nước Nga, nhưng họ vẫn đang mất dần lãnh thổ trên đất nước của mình. Binh sĩ Ukraine ở mặt trận miền Đông nói rằng, giao tranh ở đó chưa hề giảm bớt và họ vẫn bị quân đội Nga áp đảo về quân số và hỏa lực. Các chuyên gia quân sự cho rằng, một mục tiêu của cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ mà Ukraine bắt đầu hôm 6 tháng 8 ở Kherson là buộc Moscow phải chuyển quân khỏi tiền tuyến ở Ukraine để củng cố khu vực biên giới của mình. Nhưng cho đến nay, Nga chỉ rút một số lượng hạn chế các đơn vị khỏi chiến trường Ukraine. Thay vào đó, họ tìm cách chống lại các cuộc tấn công bằng những đơn vị chiến đấu ít kinh nghiệm hơn ở trong nước. Các quan chức Mỹ phát biểu giấu tên với tờ New York Times nói thêm rằng Ukraine đã rút lực lượng dự bị cho cuộc tấn công xuyên biên giới, có nghĩa là Kiev có thể gặp khó khăn hơn trong việc tăng cường quân đội ở mặt trận phía đông. Thibault Follet, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng, một trung tâm nghiên cứu của Pháp cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng cuộc tấn công của Ukraine vào Nga không ảnh hưởng đến sự cân bằng tổng thể của tiền tuyến. Ông nói, bất chấp diễn biến mới ở Kherson, đặc điểm chính của chiến trường Ukraine, quân đội Nga tiến chậm nhưng đều đặn thông qua các cuộc tấn công khốc liệt vẫn được giữ nguyên. Tuần này, binh lính Ukraine cho biết việc Ukraine xâm nhập vào Nga đã không khiến các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk bị ngừng hay chậm lại. Serhii Tsehotsky, một sĩ quan của Lữ đoàn Cơ giới số 59, nói với truyền thông Ukraine hôm 16 tháng 8 rằng lực lượng Nga đã nỗ lực tấn công thị trấn Novorodivka nằm trên tuyến đường sắt vào Pokrov trong đêm. Ông Tsehotsky nói, các nỗ lực tấn công và tiến quân không dừng lại trong một phút và giao tranh vẫn tiếp tục suốt ngày đêm. Hôm 15 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho biết Pokrov và các thị trấn lân cận khác đang đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW, một cơ quan cố vấn có trụ sở tại Washington, chuyên theo dõi diễn biến chiến trường, cùng ngày viết rằng các lực lượng Nga đang duy trì nhịp độ tiến công tương đối cao ở khu vực Donetsk. Khi làm như vậy, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã chứng minh rằng họ tiếp tục ưu tiên những tiến bộ ở miền đông Ukraine, ngay cả khi Ukraine đang gây áp lực lên các lực lượng Nga ở khu vực Kherson. Các quan chức Mỹ cho biết nỗ lực kéo dài nhiều tháng của Nga ở miền đông Ukraine có thể có tầm quan trọng to lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin sau cuộc tấn công xuyên biên giới bước đầu thành công của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga bối rối trước thất bại của lực lượng gần biên giới khi lực lượng Ukraine gặp ít sự kháng cự và nhanh chóng di chuyển qua các tuyến phòng thủ và làng mạc của Nga. Trong bối cảnh đó, một chiến thắng trên chiến trường trước Ukraine để trấn an công chúng Nga về chiến lược của ông Putin ở đó là rất quan trọng, theo các nhà phân tích. Bản đồ chiến trường do các viện và nhóm độc lập khác biên soạn cho thấy, quân đội Ukraine chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực Kherson trong ngày qua, chiếm được ít nhất một ngôi làng và tấn công một số ngôi làng khác. Tướng Oleksandr Sysky, tư lệnh quân đội Ukraine cho biết hôm 16 tháng 8 rằng giao tranh vẫn tiếp diễn gần Malaya Lognia, một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 13 km. Khẳng định của ông không thể được xác minh độc lập. Tuy nhiên giờ đây, binh sĩ Ukraine đang phải đối mặt với sự kháng cự lớn hơn từ các lực lượng được tăng cường của Nga và đang tiến chậm hơn khi tìm cách củng cố lợi ích của mình. Chuyên gia quân sự Follet cho rằng, để giữ lãnh thổ đã chiếm giữ ở Nga, Ukraine sẽ phải gửi thêm binh lính và vũ khí, trong khi đối mặt với nguy cơ làm suy yếu các phòng tuyến của họ ở những nơi khác trên chiến trường. Những người lính chiến đấu ở khu vực Donetsk cho biết họ rất phấn khích trước cuộc tấn công vào Nga, nhưng họ cũng lo ngại chiến dịch này sẽ sử dụng hết vũ khí và đạn dược mà họ cực kỳ cần. Một chỉ huy đóng tại điểm nóng ở mặt trận phía đông cho biết lữ đoàn của ông có không đến 4 khẩu súng cối để bảo vệ vị trí và mỗi khẩu chỉ có thể bắn 10 quả đạn mỗi ngày. Trong cuộc chiến tranh giành Pokrov, các nhà phân tích quân sự cho rằng quân đội Ukraine sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ thành phố và ngăn chặn việc để mất địa bàn chiến lược này. Pokrov đã bị biến thành nơi đồn trú quân sự trong chiến tranh với nhiều binh sĩ Ukraine ở lại đó để nghỉ ngơi sau khi luân chuyển ra mặt trận hoặc chuẩn bị cho các chiến dịch trong tương lai. Pokrov cũng là một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine vì nó nằm trên con đường huyết mạch nối một số thành phố do Ukraine nắm giữ trong khu vực, bao gồm Kramatorsk, Kostiantynivka và Sloviansk. Quốc lộ T-054 đã nằm trong tầm tấn công của pháo binh và thiết bị bay không người lái của Nga, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng nó. Các nhà phân tích quân sự cho rằng Ukraine đã chuẩn bị các tuyến hào phòng thủ và hào chống xe bọc thép xung quanh Pokrov. Điều này có thể làm chậm bước tiến của quân Nga. Nhưng liệu những phòng tuyến này cuối cùng có trụ được hay không thì vẫn còn phải xem.
Chính quyền quân sự thành phố vẫn chưa ra lệnh sơ tán và chỉ kêu gọi người dân rời đi. Volodymyr Nikulin, một sĩ quan cảnh sát ở Pokrov cho biết khoảng 40.000 người vẫn còn ở trong thành phố. Chính quyền quân sự Pokrov hôm 15 tháng 8 cho biết kẻ thù đang tiến với tốc độ chóng mặt và thời gian đóng gói đồ đạc cá nhân rời đi đến những vùng an toàn hơn đang ngày càng cạn kiệt. Sơ tán là cơ hội duy nhất để cứu bản thân và những người thân yêu của bạn.